Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể chư quý đồng đạo nam nữ thân mến. Và hôm nay cũng được quý đồng đạo mình đến để cũng tư vấn hỏi qua một vài ý nghĩa trong Sám Giảng Giáo Lý của Đức Thầy để chúng ta cùng đồng nhau tu tiến. Kính thưa toàn thể chư đồng đạo, bây giờ thay vì Phật Pháp thì rất là sâu màu, mà cái thời kỳ hảo quân mạt Pháp này là một cái thời kỳ là biến chuyển, mà Đức Thầy gọi là diệt biến chuyển thiên cơ rất gấp, khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành. Mà bây giờ đã biến chuyển như thế nào? Quý vị biết hiện tại tôi nói thôi, không nói xa xôi dịu dợi. Một là ở thế giới nó đã biến chuyển vấn đề chiến tranh. Còn nói về đất nước Việt Nam chúng ta hiện giờ đã biến chuyển về vấn đề nóng nực. Nghĩa là nhiều chỗ nóng nực là phải thiếu nước uống. Chẳng hạn như ở dài Long An ra thành phố, cũng như dài ra ở Rạch Giá là nước mặn rồi đó. Thì dường như bây giờ đã thiếu hụt về nước ngọt mình rất nhiều. Cho nên đây cũng là một cái biến chuyển. Cái biến chuyển để rồi là để lập đời Thượng Quân Thánh Đức sau này. Trước sau cũng đi đến chỗ là thay cũ đổ mới. Bởi vì cái tuyến đồng hồ đó quý vị biết không, hết 1 giờ cho tới 11, 12 giờ. Hết 12 giờ rồi thì bắt đầu trở lại 1 giờ. Cái chu kỳ của đời Thượng Quân, Trung Quân, Hạ Quân, khi nó quay tròn hoài rồi hết cái Hạ Quân này thì phải lập đời Thượng Quân Thánh Đức. Đó là đi theo cái chu kỳ mà chúng ta không thể tránh được. Mà nếu đã nói đến chu kỳ, tức là cái chuyện này nó cũng nằm ở cái chỗ thiên cơ là diệt trời đất. Nên Đức Thầy nói là diệt biến chuyển thiên cơ rất chóng là vậy. Nó rất là nhanh lẹ, nhẹ lẹ làng. Cho nên vì vậy mà những cái khổ nó diễn biến dài dài tới. Đó. Mà đồng đạo vừa qua đã hỏi tôi qua là hai ý. Một là cái vấn đề cái thời gian đau khổ này mà chúng ta cần phải làm như thế nào để chúng ta đã qua đi cái cơn đau khổ này. Kính thưa quý vị, nó không có gì lạ. Bây giờ theo đạo Phật giáo hảo, Đức Thầy dạy chúng ta đó, đa số là cái phần mà chúng ta tu phước rất nhiều. Vậy thì cái người tu phước này, chúng ta nên hiểu cái đại cương qua vấn đề tu phước để chúng ta nắm rõ hơn. Cái danh từ tu phước là tạo tác phước điền. Người học Phật phải đem hết khả năng, trình độ và tài sản của mình có dư, mình giúp đỡ cho mọi người từ vật chất lẫn tinh thần. Đó gọi là tu phước. Nhưng cái tu phước mà chúng ta biết rằng tu phước thì sẽ hưởng phước. Mà nếu chúng ta tu phước hưởng phước mà coi chừng bị nó là trừ không đủ. Tại sao? Là vì mình tu phước mà tối ngày thân khẩu ý tạo 10 điều ác hoài thì tu phước này nó không thành tựu viên mãn được. Cho nên chính vì cái vấn đề cái người mà muốn tu trở về đạo Phật giáo Hòa Hảo hay là tất cả các tôn giáo thì chúng ta tu là phải sửa đúng theo cái tôn chỉ của một tôn giáo của mình. Đó. Như vậy thì chúng ta nên hiểu cái vấn đề tu phước là để giúp đời từ ở gần chí xa, từ trong nước cho đến ngoài nước. Nghĩa là chúng ta giúp cho mọi người với vấn đề là
là thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần. Cho nên chúng ta nên hiểu, cái người mà tu phước sau này sẽ hưởng phước ở thế gian, sẽ hưởng phước ở cõi trời. Bởi vì là cái người mà nếu làm phước ít đó, thì là làm giàu ở thế gian, làm người ở sau này. Nếu phước nhiều thì tiên cảnh lên rài, hay là ai nhiều phước đức được giàu cái tiên. Vậy thì cái người làm phước này, nếu làm phước nhiều là sẽ về được cái cõi là cõi tiên, là cõi thượng giới đó. À, cho nên vì vậy mà cái trong vòng con người và ở cõi trời và xuống trong sáu đường lục đạo này là nó nằm ở trong bánh xe luân hồi. Mà cái người có sâu duyên với Tam Bảo, cái người mà biết hiểu về vấn đề chân lý, thì chúng ta phải tu vượt bậc. Chúng ta phải tu làm sao là làm phước, tránh ác, nhưng mà được giải thoát qua khỏi cái sáu đường lục đạo mới là căn bản đối với người tu. Đó. Như vậy thì ở đây tôi muốn nói qua vấn đề cái làm phước, đại cương cái làm phước xong, rồi tôi mới nói qua vấn đề cái lợi ích của cái người làm phước để đạt đến mục đích như thế nào. Bây giờ cái tu phước này, căn cứ theo giáo lý của Đức Phật và Đức Thầy dạy, là tu phước là đặc biệt là bố thí là điểm chính. Bố thí là gì? Bố là ban rải cùng khắp, thí là cấp cho mọi người, từ gần chí xa, từ trong nước đến ngoài nước. Như vậy gọi là bố thí. Muốn trừ tham phải liệu cách nào? Hãy bố thí diệt lòng ích kỷ. Kính thưa toàn thể chư đồng đạo, vậy thì cái bố thí này nó có mấy phần? Tôi xin giới thiệu nó có ba phần quan trọng. Một là tài thí, hai là pháp thí, ba là vô quy thí. Tôi định nghĩa danh từ là tài thí, pháp thí, vô quy thí như thế nào? Cái tài thí là chúng ta đem tiền bạc của cải, từ vật chất lẫn tinh thần, từ tiền bạc vàng dòng của cải, nhà cửa đất cát, chúng ta nếu có dư thì chúng ta nên bố thí cho những người thiếu hụt, để cho người ta là nương nhờ người ta sống, để cho bớt đi cái sự đau khổ của mọi người. Đó là những người bất hạnh. Bất hạnh còn gọi là cái người này đã thiếu phước, cho nên phải nghèo, phải khổ, là thiếu cơm ăn áo mặc. Cho nên cái vấn đề đó là tài thí đó, tôi muốn nói thêm cho đồng đạo chúng ta hiểu, là bởi vì cái tài thí này, chúng ta nên nghe Đức Thầy đã chỉ dạy, nghĩa là chúng ta phải làm phước. Một, Đức Thầy kêu gọi cái người giàu làm phước. Hai, Ngài kêu gọi cái người nghèo cũng vẫn làm phước. Ba là Ngài kêu gọi với người đàn ông rộng lớn tư tưởng nên làm phước. Bốn là Ngài kêu gọi những người đàn bà quá bụa làm phước. Nghĩa là Ngài kêu gọi rất nhiều hạng người. Mà quý vị đã có nghiên cứu trong cái bài khuyên người giàu lòng phước thiện thì thấy rõ Đức Thầy dạy. Bây giờ trước hết tôi giải trình chứng minh cụ thể. Đức Thầy khuyên dạy những người giàu làm phước như thế nào? Là những người có của tiền dư hãy nên bố thí dành tư làm gì? Đó là Ngài khuyên những người giàu có. Đó là những người mà nếu mà giàu có dư ăn dư để thì chúng ta mới ban ra cho những người nghèo hụt thiếu, để cho người ta sống đỡ, vì người ta đã bất hạnh, thiếu làm phước nên kiếp này nghèo khổ. Do đó mà hôm nay Đức Thầy thêm một phần thứ hai là kêu gọi người nghèo làm phước. Đã người giàu làm phước thì Ngài kêu gọi là đúng rồi, dư ăn dư của làm phước là phải rồi, nhưng mà Ngài kêu người nghèo cũng vẫn làm phước. Bởi vì Ngài nói là đuôi cùi bố thí đồng xu ấy là phước đức công phu đã dành.
Bây giờ bà con chúng ta nghèo khổ thì chúng ta phải có một cái tình thương là một. Hai là chúng ta thấy người ta đi làm phước thì mình cũng vui vẻ với người ta là mình sẽ có hưởng cái phước chung. Đó. Rồi bây giờ thay vì mình đó là ba nữa là mình không tiền là mình phải đi dùng cái thân này, sức khỏe của mình. Còn thì mình nên là dùng cái sức mình để mình đi bưng đi vợ bưng đi làm tiếp phụ trách cho những cái người mà ra của giàu có thì mình cũng sẽ hưởng chung trong đó. Đó gọi là cộng nghiệp phước, việc làm việc phải. Đức thầy dạy qua cái vấn đề cái hạng thứ ba là ngài dạy sao? Ngài dạy những người đàn ông giàu có phải có tấm lòng bô thí. Ông nào lòng dạ hải hà, động tình bác ái ra mà làm đi, giúp người đói khó nhu mì, dạy nó tu trì niệm Phật làm ngay. Mà cái người đàn ông này là phải quân tử, phải bản lĩnh, phải có đủ điều kiện giàu có như ăn như để đem giúp người ta trước, rồi sau mình mới khuyên người ta nó dễ dàng hơn. Gọi là giúp người đói khó nhu mì, dạy nó tu trì niệm Phật làm ngay. Mà chúng ta giúp người mà không khuyên không dạy thì để người ta mình đem của cải cho người ta ăn là ta đi làm tội, người ta ăn là ta đi chơi bài cờ bạc, người ta ăn uống rồi ta đi uống rượu trà, như vậy thì mình làm phước này nó vô lý quá. Cho nên cái làm phước giúp cho người bằng cách là giúp người đói khó nhu mì, dạy nó tu trì niệm Phật làm ngay, kêu ta niệm Phật để gieo duyên với Phật pháp, đặng cho có thời gian có nhân duyên rồi cái họ quay đầu trở lại để tu hành. Kính thưa toàn thể chư đồng đạo, đó là ngài kêu gọi những người đàn ông giàu có bố thí. Rồi thứ đến là ngài kêu với cái người đàn bà quá bụa, là người đàn bà này lại là có cái phước giàu có. Bởi vì những người đàn bà quá bụa mà không làm phước để sau này ở bên chồng dành chia của cải hết cũng là không có lợi ích gì cả. Cho nên Đức Thầy mới nói bà nào quá bụa hữu tài, tiền nhiều đất rộng cò bay múc đồng, cơn này bố thí cho xong để khi nhắm mắt bên chồng dành chia. Thành thử ra người đàn bà quá bụa này phải hơi lanh lẹ, phải khôn khéo một chút, phải có đạo đức, rồi mình cũng phải phân tán ra để cho người này người nọ, để là mình giúp cho mọi người. Tuy mình không ăn không xài mà cái đó cũng như là cái tiền để dành, hay còn gọi là mình đưa đồng tiền đó vào cái là cái chỗ ngân hàng mà mình gửi tiền có lãi, ví dụ vậy thôi. Chứ không phải là ở đây tôi khuyên bà con mình đem đồng tiền ra để mà ngân hàng gửi đằng mà lấy lãi ăn nha, nói cho rành. Đó. Cho nên vì vậy mà đó là Đức Thầy kêu gọi những người là quá bùa hữu tài. Rồi bây giờ ngài kêu gọi chúng ta làm phước, vừa người giàu người nghèo, đàn ông đàn bà làm phước, mà tất cả tín đồ Phật giáo hảo chúng ta đa số làm phước rất nhiều, có tiếng ở trong nước Việt Nam chúng ta là cái đỉnh cao nhất là cái tín đồ Phật giáo hảo là người có làm phước. Nhưng cái làm phước này nó cũng là một cái làm phước là tiểu thừa, làm phước này là làm phước hình tướng, làm phước này là làm phước phương tiện, làm phước này để hưởng cái kêu rằng là cái hữu lậu mà thôi. Bây giờ chúng ta muốn đạt đến cái đỉnh cao hơn theo Đức Thầy dạy trong kinh Phật dạy thì chúng ta cần phải biết được làm phước như thế nào để chúng ta giải thoát, để chúng ta đắc đạo, rồi chúng ta về Tây phương cực lạc, cái chỗ này làm phước mới rốt ráo được. Cho nếu chúng ta làm phước như vô giới thiệu vừa qua, nó là cái làm phước tầm thường, hòa hảo mình làm phước được, các tôn giáo khác làm phước được, người đời làm phước được, người đạo làm phước được, chuyện đó là chuyện bình thường. Nhưng chuyện quan trọng theo đạo Phật giáo hòa hảo, Đức Thầy nhấn mạnh cho chúng ta biết làm phước để giải thoát, làm phước để giảng sanh, lại giả là làm phước để đắc đạo. Cái điều này là cái điều quan trọng mà chúng ta cần bàn. Kính thưa toàn thể chư đồng đạo, như vậy thì bây giờ trước hết
chúng ta làm phước như thế nào để đạt đến mục đích đắc đạo giải thoát. Một là quý vị được nghe ra có nhiều người giới thiệu làm phước để hưởng phước, nhưng mà giới thiệu qua làm phước là phước hữu lậu. Thứ hai là làm phước là vô lậu, là phước hưởng lớn. Một cái thì làm phước hưởng nhỏ ít, là vì cái người làm phước mà chấp tướng là hưởng phước ít, mà người không chấp tướng là hưởng phước nhiều. Nhưng mà đối với nhà Phật thì chúng ta phải làm như thế nào để chúng ta đạt đến mục đích? Có nghĩa là mình làm phước mà mình không có mong cầu nhiều hay ít, mà mình làm phước với cái bổn phận trách nhiệm của người tu mà thôi. Giúp đời, giúp người đó khó nhu, có nghĩa là giúp người đừng đợi trả ơn, miễn còn bổn phận hay hơn bạc vàng. Tức là chúng ta làm phước đi đến chỗ rồi bất nhị, là không hai, không một sự tướng, không hai lý tánh, mà ở ngay chính giữa. Tức là chúng ta đạt được cái pháp môn gọi là bất nhị, hay là pháp môn này là pháp đường, là cái con đường trung đạo của nhà Phật, là đắc đạo như Đức Phật luôn. Như vậy nó mới rút ráo được. Bây giờ chúng ta làm phước đừng có kể công lao sự tướng chi, rồi để mong cầu làm giàu kiếp sau chứ, còn bị luân hồi. Sao mình về đời á, là ở cõi trời cũng bị luân hồi sanh tử, mà mình không chấp, không chấp diệt phước sự tướng, không chấp diệt phước lý tánh, mà ở ngay chính giữa để thực hiện qua cái pháp môn trung đạo của nhà Phật gọi là bất nhị, là mình đắc đạo. Đó là mục thứ nhất. Bây giờ mục thứ hai. Mục thứ hai là như thế nào? Nói về trong giáo lý Đức Thầy dạy, chúng ta đã có niệm Phật mà có làm phước, hai cái này cộng lại là nó sẽ thành công giải thoát đắc đạo. Nếu chúng ta niệm Phật mà không làm phước cũng dở, mà làm phước mà không niệm Phật cũng dở. Cho nên là cần phải cả hai đều thực hành. Bây giờ Đức Thầy có dạy thế này: nếu cái người mà làm phước mà niệm Phật nữa thì dễ thành công, dễ giải thoát, dễ đắc đạo. Đức Thầy nói có thiền từ đưa đến non tuyên, cứu người hữu phước thiện duyên, về nơi cõi Phật khỏi miền trần lao. Như vậy thì cứu người hữu phước là sao? Là người làm phước, nhưng mà làm phước mà có niệm Phật. Thí dụ quý vị chặt thuốc, phơi thuốc, nấu cháo cho bà con ăn, rồi mình đó là nấu cơm cho người ta ăn, mà phải nên nhớ niệm Phật, người này mới giải thoát được. Còn chúng ta làm phước mà không nhớ niệm Phật, mà cứ tranh đấu hơn thua ích kỷ nhỏ mọn, để ý từ ly từ tí này, thì coi như không bao giờ giải thoát đắc đạo được. Cho nên ở đây tôi nói kỹ lại, có nghĩa là Đức Thầy cũng còn giới thiệu một câu nữa: Tây Phương đua nở qua liên, chờ người nào? Ở cõi Tây Phương chờ người nào? Chờ người hữu phước thiện duyên từ hòa. Cái người nào mà làm phước mà có niệm Phật mà gây lấy thiện duyên, là người này sẽ được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, chắc ăn, phải không? Vậy thì kết luận kỹ cái chỗ này. Vậy thì ai mà có làm phước là phải có niệm Phật, đừng có phạm 10 điều ác, 100% ai cũng đều giảng sanh hết, giải thoát hết, chắc ăn. Đó là mục hai tôi sẽ góp ý. Bây giờ ý ba, tôi căn cứ theo cái bài vở của Đức Thầy. Đức Thầy nói thế này: làm hết các việc từ thiện, đó là mình tu phước đó, tránh tất cả điều độc ác, quyết rửa tấm lòng cho trong sạch. Vậy thì là làm hết các việc từ thiện. Đức Thầy có nói là bởi vì tâm từ bi sánh thể ngọc ngà, trong các báo khó bì tâm thiện. Vậy thì cái tánh thiện nó rất là quý. Cái tánh thiện là cái tánh Phật, là cái tánh này, là tánh này là trong sạch tốt đẹp. Nhưng mà bây giờ là nếu làm thiện rồi, làm đúng theo cái khuôn của Đức Thầy dạy trong cái bài mà Tứ Cú Kệ của Phật của Thầy, làm hết các việc từ thiện là thể hiện hai chữ từ bi.
là từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng đạt nhất thiết chúng sanh chi khổ. Nghĩa là từ là ban niềm vui cho chúng sanh, bi là cứu khổ cho muôn loài. Người nào có thể hiện từ bi tức là người đó có làm phước, mà người đó làm phước thì là chúng ta phải kết hợp thêm nữa nó mới đi đến chỗ đạt, đến chỗ kết quả giải thoát đắc đạo. Chứ chúng ta cứ tối ngày mà lo làm phước hoài mà quên đi cái vấn đề giới luật là pháp môn hành đạo đức thầy lời ngài chỉ dạy, thì chúng ta hành không đúng là không đi đến đâu cả. Vậy thì làm hết các từ thiện là một, tránh tất cả điều độc độc ác là hai. Độc ác là sao? Là 10 điều ác là tam nghiệp không cho phạm. Người làm phước phải giữ giới luật, phải không cho phạm 10 điều ác, thân khẩu ý an toàn. Như vậy thì là mình đạt được cái mục thứ hai của Đức Thầy chỉ dạy. Nhưng ý ba, quyết rửa tấm lòng cho trong sạch. Nghĩa là lòng là sao? Lòng là cái tâm mình nó không còn, là lòng không còn tà, là không còn ác, không còn mê nhiễm. Như vậy thầy, cái người này là thực hiện đúng theo bài bản của Đức Thầy dạy, là làm hết các việc từ thiện, tránh tất cả điều độc ác, quyết rửa tấm lòng cho trong sạch, tức là chúng ta đắc đạo giải thoát chắc ăn là chưa đồng đạo. Hay không? Rõ ràng làm đúng theo bài bản mà. Bây giờ để tôi đọc câu giảng đó, để mình làm cho nó đúng theo bài bản. Các trò tuy có lòng mộ đạo nhưng chưa hiểu rành nẻo bước đường đi, hãy tạm xét chữ quy y cho thấu đáo. Quy là về, mà về đâu? Về cửa Phật. Mà nếu quy y mà muốn về Phật phải làm sao? Là phải dâng lời theo khuôn mẫu. Vậy thì cái này là nãy giờ tôi nói qua đó là làm theo khuôn mẫu. Cái khuôn mẫu mà trong cái bài là tứ cứu kệ của Đức Phật và Đức Thầy đã chỉ dạy, đó là chúng ta đắc đạo giải thoát. Cái thưa toàn thấy chưa đồng đạo? Vừa qua là tôi nói cái mục thứ ba rồi, đây tới mục thứ tư là chúng ta hành hơi cao hơn mà khó người thành công hơn, mà ai làm được là cái người này mới là cao quý. Như vậy thì cái người mà nếu mà làm từ thiện làm phước thì thực hiện đúng theo bốn đại đức của chư Phật, bởi vì đức từ đức bi đức hỷ đức xả, mà làm đúng theo cái quy cách quy trình của Đức Thầy đã chỉ dạy. Mình đã có từ bi rồi, đã có làm từ thiện rồi, nhưng mà yêu cầu chúng ta bị gặp những cái người chửi bới nặng nhẹ nói xấu mình mà mình nhẫn nhục được, mình vui vẻ được, là mới đạt được cái đức thứ ba gọi là đức hỷ. Đây đọc nguyên văn: đức hỷ thường thường an vui mà làm những việc lành, dầu gặp những hoàn cảnh trái nghịch cũng chẳng vì thế mà sanh lòng buồn bã. Vậy thì ta nói xấu mình cũng đừng giận. Như vậy thì mình mới đạt được cái đức thứ ba thôi. Bây giờ đức thứ tư nè, đủ khuôn nè. Đức thứ tư là đức xả, là chúng ta làm phước chúng ta phải xả hết, ta buông bỏ hết, là chúng ta không còn mê nhiễm hết. Như vậy là người này đạt đến cái chỗ là rốt ráo của người là thành Phật rồi đó, chưa đồng đạo. Bây giờ cái đức xả tôi đọc nè: đức xả, Phật chẳng chấp một pháp nào trong thế gian, sẵn lòng lìa xa các nghiệp tiền trần, tha thứ những ai tối tâm lầm lỗi, và chẳng còn vướng chi hiếu, chẳng còn vướng víu chi với cuộc lợi danh tài sắc. Nhìn cõi đời chẳng bao giờ sanh lòng liên ái. Như vậy thì bây giờ hôm nay chúng ta đã là từ bi rồi, chúng ta nhẫn nhục rồi, vui vẻ là được ba đức rồi. Nhưng cả đức thứ tư này nó gắt cái chỗ là chúng ta cần phải làm sao. Có nghĩa là chúng ta phải làm từ thiện rồi là phải buông xả hết, chúng ta cũng đừng giận đừng hờn đừng tham danh lợi tình tài sắc, tất cả không còn mê nhiễm nó. Như vậy mới gọi là đạt được cái đức xả, thấy không? Thành thử ra đây là cái người mà đạt được đức xả là sao. Đức Thầy nói thêm là chư Phật có bốn đại đức, vậy ta niệm danh hiệu Phật để nhớ Phật và ráng sức làm theo bốn đại đức của chư Phật, đặng ngày sau chứng quả như ngài, đắc quả như ngài, thành Phật như ngài. Đó là đúng bốn đức từ bi hỷ xả. Kính thưa toàn thể chư đồng đạo, vậy thì vừa qua tôi trình bày cho đồng đạo chúng ta để nắm bắt cái vấn đề chân lý tuyệt vời này, nghĩa là chúng ta ai cũng làm phước, tôn giáo Phật giáo Hảo cũng làm phước, các tôn giáo khác cũng làm phước, người đời người đạo cũng dân làm phước.
nhưng làm phước đúng theo nội dung, đúng theo lời dạy của tổ thầy thì làm phước này giải thoát đắc đạo thành công viên mãn là trên bước đường tu hành của mình. Kính thưa toàn thể chư đồng đạo, cho nên vì vậy mà cái làm phước này mà đồng đạo chúng ta nên cố gắng học hỏi kinh pháp là để nắm vững được. Là vì sao? Là vì đức thầy dạy tín đồ Phật giáo hảo chúng ta ai ai cũng đều phải là vào đạo, tức là phải giữ giới luật. Mà giới luật của đức thầy dạy là mục đích cần phải làm sao? Là văn huệ, tư huệ, tu huệ phải đạt được rồi chúng ta mới thực hành đúng theo ý tôi đã trình bày nãy giờ. Bây giờ tôi nhắc phớt lại vấn đề là cái phần mở đề trong giáo lý đức thầy ở trong tám điều trọng tâm. Đức thầy dạy thế này, khi đã coi giảng đó là mình học văn huệ, là học văn tự kinh pháp của đức Phật và đức thầy là văn huệ, thì phải tự xác mình là tư huệ, tư duy, tỉnh lự, quán chiếu. Là để chi? Để chúng ta biết được những cái điều đúng sai, tà chánh, thiện ác để mình tu sửa lại. Rồi tới sửa là gì? Tới tu huệ là sửa. Vì mình đã là học đạo, hiểu đạo, rồi tư duy đạo, rồi tư duy chân lý Phật pháp rồi, mình mới biết tà chánh, thiện ác, đúng sai, trân trọng, thiệt giả rồi, chúng ta tu sửa mới đạt đến chỗ gọi là tu huệ, là chúng ta mới sáng suốt thông minh được. Và chúng ta phải thực hiện đúng theo bài bản mà tôi đã trình bày vừa qua. Nếu mà người tu hành mà không học, không hiểu, là làm theo ý mình thì xin thưa rằng không bao giờ thành tựu viên mãn, mà chỉ hưởng cái phước tiểu thừa ở thế gian mà thôi. Chứ chúng ta không thể nào mà chúng ta đạt đến chỗ là rốt ráo viên mãn được. Bây giờ cũng như đồng đạo chúng ta hiểu, nghĩa là hồi xưa ông Lương Võ Đế đó, ông cũng làm phước à, tạo 72 kiển chùa và lo cơm gạo cho là các vị tăng sư tăng ni, những người thầy tu ta ăn ta tu. Nhưng mà lẽ ra nếu nói về hiện giờ, đồng đạo mà làm được như vậy là cái phước không biết bao lớn mà nói. Nhưng mà ông làm đó là một là vì ông cầu danh, hai giới luật ông không giữ, ba cái tánh phiền não sân hận ông đã còn. Cho nên vì vậy mà ông làm phước mà không thành tựu viên mãn. Đức thầy có nói: nhớ thở trước vua Lương Võ Đế tạo chùa chiền khắp nước tu hành, đến ngày sau ngã tử đại thành, Phật bất cứu gì tâm còn ác. Thấy không? Cho nên vì vậy mà chúng ta phải gạn lọc lại, coi mình làm phước vậy mà đúng theo giáo lý hay không, đúng theo lời của Phật dạy hay không, đi đúng hay là sai. Coi chừng làm phước mà nó đi sai, làm phước mà còn có tội nữa. Là tại sao? Tại vì ở đây làm phước mà mình á, làm phước mà mình lợi dụng mình tội, làm phước mà mình lấy của ở trong từ thiện này ra mình xài cá nhân của mình là tội. Thành thử ra làm phước là có tội là vậy. Cho nên coi chừng mình bị vướng bận ở trong này không hay, vì cái là quyền lợi cá nhân của mình mà làm phước mà nó có tội. Bây giờ thí dụ như chúng ta làm phước, chúng ta lấy đó, ăn đó, làm đó, ở sống ở chỗ đó là cái làm phước này không có tội. Mà chúng ta làm phước ở đó, ăn ở đó, làm ở đó rồi đem về nhà, dư đem về nhà nữa thì cái làm phước này có tội, xa đọa, không bao giờ thành công được. Do đó mà đồng đạo chúng ta nên kỹ lưỡng. Vậy thì bây giờ mình làm phước để làm là đúng theo như người nào mới đúng? Là làm phước đúng như ông cấp cô độc á. Bây giờ ông cấp cô độc này, ông vừa là đem một cái số tiền vàng ra để là ông mua số đất của ông Thái tử Kỳ Đà, và để cho Đức Phật đem làm cho hậu trường thuyết pháp dạy đạo chúng sinh. Cho nên cái phước này cũng lớn, nhưng mà ông lại là ông thực hành đúng theo giáo lý của Đức Phật, thành ra ông sẽ thành công bằng cách Đức Thầy đã nhắc. Cấp cô độc là nhà báo hộ, còn đành lòng bố thí xả thân, cảnh vinh hoa phú quý chẳng cần, miễn hiểu đạo hơn là châu báu. Kính thưa toàn thể chư đồng đạo, như vậy thì cái người nào mà làm phước giống như ông cấp cô độc là phải hiểu đạo, rồi hành đạo, rồi làm phước trong đạo thì người này mới thành công được.
Còn chúng ta đi làm phước mà chúng ta không biết đạo đức, không biết là lời thầy và lời Phật chỉ dạy, mà tự ý mình làm thì chắc là không thành công, là nó chỉ hưởng cái phước tiểu thừa thế gian mà thôi. Kính thưa toàn thể chư đồng đạo, bây toàn thể chư đồng đạo, như vậy thì bây giờ tôi nói qua vấn đề cái làm phước. Cái làm phước nó có cái lợi lạc như thế nào? Cái làm phước á, một là hiện tại chúng ta được gieo duyên với tất cả chúng sinh, là ta gọi là tạo phước duyên. Mình đã cho người ta làm phước rồi mình còn gieo duyên với mọi người nữa, gọi là tạo phước duyên. Thứ hai, làm phước là để hưởng cái kiếp là tiểu thừa sắp tới làm người ở thế gian để hưởng phước giàu có. Cái thứ ba, làm phước kiếp này, kiếp sau sẽ là trở về cõi trời để hưởng phước, nhưng hoàn toàn còn nằm trong sáu con đường luân hồi sanh tử. Còn làm phước như tôi đã trình bày là bốn điểm vừa qua, là nếu chúng ta làm phước, điểm thứ nhất là chúng ta làm phước mà không chấp là sự tướng, không chấp lý tánh, mà ở nằm ngay chính giữa trong cái con đường trung đạo hay là pháp môn bất nhị, thì tất nhiên cái làm phước này sẽ thành công viên mãn giải thoát đắc đạo. Cái hồi nãy tôi nhắc lại một hai, tôi đã giới thiệu lại là cho biết rằng là gì, cái làm phước thứ hai là ai mà làm phước muốn vãng sanh, muốn giải thoát thì phải là kèm theo pháp môn cộng lại là tịnh độ niệm Phật. Vừa làm phước mà vừa niệm Phật mới vãng sanh được. Thì Đức Thầy nói kẻ tu hành đa phước thì nên quyết trao thân tánh hạnh cho bền, niệm ơn nghĩa tôn đền chức đỡ, ao sen báo mới tây phương đua nở, chờ gì, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Vậy thì làm phước mà niệm Phật chí tâm nữa là người này được vãng sanh. Rồi bây giờ cái là niệm Phật thứ ba, là niệm Phật đúng theo cái bài bản của Đức Thầy đã chỉ dạy, là để chúng ta đắc đạo giải thoát, là niệm Phật đúng theo cái lời của Đức Thầy chỉ dạy trong bốn cái câu bốn tứ, là tứ cú kệ của Đức Phật. Đức Thầy nói làm hết các việc từ thiện, chuyện nhỏ chuyện lớn nên làm. Thứ hai, mình phải tránh 10 điều ác không cho phạm. Thứ ba, quyết rửa tấm lòng cho trong sạch, lòng này không còn tham là không còn là lòng ác, không còn lòng mê, không còn cái lòng tà, là tất nhiên cái người này phải đi đến chỗ rốt ráo viên mãn đó. Cho nên vì vậy mà cái vấn đề là làm hết các việc từ thiện là một việc làm phước rồi. Thứ hai, không có phạm 10 điều ác. Thứ ba, rửa tấm lòng cho trong sạch. Đó là ba điều người làm phước giải thoát đắc đạo. Điều thứ tư, chúng ta làm phước là để thể hiện đúng theo bài bản của Đức Phật, Đức Thầy đã chỉ dạy, đó là phải thực hiện đúng theo là tứ cú, là tứ vô lượng tâm, là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, hay là Đức Thầy gọi là đức từ, đức bi, đức hỷ, đức xả. Bởi vì cái đức từ là mình đã có cái lòng làm phước, đức bi là mình phải nhẫn nhục vui vẻ với mọi người làm phước trong lúc làm phước, là đức hỷ là mình phải vui vẻ hoài hoài, phải nhẫn nhục luôn luôn. Đức xả tức là chúng ta buông bỏ làm phước, phải buông bỏ, không còn nhắc tới rồi làm phước mà không nhắc tới hôm nay tôi làm được bao nhiêu cái nhà, cất như bao nhiêu cái cầu, sức bao nhiêu tiền, là mà quảng cáo giới thiệu tao hoài, đó là cái phước, đó là phước là tiểu thừa, là phước nhỏ mà thôi. Và sau cùng là chúng ta là thực hiện đúng theo cái vấn đề là đức xả, là buông bỏ hết, không có kể công, không có kể cái vấn đề tiền ít tiền nhiều, phước ít phước nhiều, phước nhỏ phước lớn, không chấp gì hết. Như vậy thì chúng ta mới đạt được cái bốn đại đức của chư Phật, là đắc thành Phật quả. Bây giờ tôi nói đại cương là kết luận lại đối với cái người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Một là chúng ta làm phước nếu không nhận được chân lý, tức là chúng ta hưởng được cái phước thế gian mà thôi. Hai, nếu làm phước mà mình đạt được cái chân lý theo Đức Thầy chỉ dạy bốn điều tôi đã trình bày, là người này được giải thoát, là đắc đạo, là nhờ mình đã có học kinh pháp nên đi đúng theo đường lối của Đức Thầy đã chỉ dạy đó.
Rồi ba nữa là nó lợi ích. Nó lợi ích tức là chúng ta cũng hiểu rồi, cái lợi ích ở thế gian thì mình được giàu có, nhưng mà nó còn luân hồi. Lợi ích cái thứ hai là lợi ích về cõi trời cũng còn nằm ở trong bánh xe luân hồi. Mà cái lợi ích mà tôi đã trình bày vừa qua đó là bốn điều quan trọng, đó là mình được đắc đạo giải thoát, là không còn bị luân hồi sanh tử. Đến đây xin tạm dứt lời, và trong khi dứt lời cầu chúc cho toàn thể đồng đạo chúng ta nam nữ từ trong nước Việt Nam cho đến nước ngoại ngoại quốc ở các thế giới đều sâu duyên với Đức Quỳnh Giáo Chủ, sâu duyên với Phật giáo Hòa Hảo, để chúng ta tinh tấn tu hành, vừa làm phước vừa niệm Phật, để sau này chúng ta đồng ba về cực lạc một đàng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.